sao có thể lựa chọn các dịch vụ chuyển nhà một cách tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Giang nè, hồi trước anh có một lần dọn nhà và anh còn nhớ là cái lần đó anh không có kinh nghiệm nhiều á, cho nên chọn dịch vụ mà khi mà đưa hàng đến nhà mới thì nó vỡ rất là nhiều cái thứ mà anh thích và rất là tiếc luôn. Và thực ra trước đây thì em cũng chuyển nhà rất là nhiều lần và bạn bè em hay đùa câu đó là 3 lần chuyển nhà là bằng 1 lần cháy nhà, bởi vì bên cạnh những đồ đạc nó bị vỡ như anh nói thì còn có những đồ đạc nó bị mất mà không biết lý do tại sao nữa, tại vì rất là khó quản lý khi mà đồ đạc di chuyển nhiều như vậy. Anh hoàn toàn mà hiểu chuyện này, bây giờ thì kinh nghiệm rồi đúng không? Nhưng vậy mỗi lần mà muốn dọn nhà là phải chọn một cái nơi thật sự là tin cậy để chúng ta chọn dịch vụ của họ. Thực ra cái việc mà lựa chọn dịch vụ chuyển nhà như thế nào thì cũng là một vấn đề rất là cần phải được quan tâm, bởi vì nếu mà chúng ta chọn cái nơi mà không đáng tin cậy thì đồ chúng ta bị mất và cuối cùng người bị sập chúng ta, đúng không ạ? Và quý vị thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng với bạn Trí Hiển, phóng viên của chuyên mục mua và bán, chúng ta sẽ cùng đến với dịch vụ chuyển nhà có những điều lưu ý như thế nào, thì mời quý vị cùng theo dõi nha. Để bảo đảm an toàn cho tài sản và giúp đỡ trong việc vận chuyển một cách nhanh gọn nhẹ thì đó luôn là một trong những cái yêu cầu của những người nhiều gia chủ tại khu vực Hồ Chí Minh. Và hôm nay quý vị và các bạn hãy theo chân Trí Hiển xem một trong những dịch vụ vận chuyển nhà chuyên nghiệp họ sẽ đáp ứng cái nhu cầu này như thế nào nhé. Anh Tâm, gia chủ tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, đang sử dụng dịch vụ nhà này 3 lần với phương thức chia khâu vận chuyển ra làm 3 phần, như đóng gói, đồ và tải đồ lên xe. Đồ đạc trong căn hộ 60m2 của anh đã được vận chuyển và dọn dẹp sạch sẽ, chuẩn bị chuyển sang căn hộ mới, và anh đã trả khoảng 5 triệu đồng cho dịch vụ chuyển nhà này, kèm theo khoảng 4 xe taxi tải đồ. Thời gian thì rất là nhanh thôi, ví dụ như là lần đầu chúng tôi chuyển văn phòng thì chúng tôi hẹn là 2 giờ đến, thì đúng 2 giờ cái anh tới và làm đến 4 giờ thì là xong. Và ngày khi mà chuyển nhà hay là gì đó hẹn đúng giờ tới và đúng cái thời gian là hoàn thành thì đều có thật trước và đó thì rất là chuẩn. Theo các đơn vị, xác định chi phí chủ yếu là theo định tính. Các đơn vị sẽ báo giá sau khi khảo sát tùy theo lượng đồ đạc trong nhà của gia chủ. Quy trình vận chuyển sẽ bao gồm các bước khảo sát đồ đạc, định giá gói vận chuyển, ký hợp đồng và tiến hành. Tổng thời gian vận chuyển sẽ tốn khoảng 6 tiếng đồng hồ trở lên. Chi phí di chuyển cũng đã được tính kèm trọn gói trong các gói dịch vụ, thường khoảng 500.000 đồng để vận chuyển trong khu vực thành phố Hồ Chí Minh và 700.000 đồng cho các khu vực lân cận.